Hai ngày qua, do mực nước lũ lên nhanh cùng với ảnh hưởng cơn bão số 4, nên nhiều diện tích lúa hai vụ ở huyện Tịnh Biên, An Giang chìm trong biển nước. Chính quyền địa phương phải nhờ lực lượng bộ đội thuộc Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416, quân khu 9 thu hoạch lúa chạy lũ giúp dân. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận vào sáng ngày 22 tháng 8 tại khu vực cầu Bưng Tiền, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên. Người dân cho biết do nước lũ lên nhanh cùng với mưa bão liên tục trong những ngày qua khiến nhiều diện tích lúa bị nhấn chìm. Dù giá công cắt suốt và bốc phát lúa tăng vọt nhưng vẫn không tìm ra người làm. Rất may có bộ đội hỗ trợ nên bà con đỡ vất vả. Theo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trung, khu vực lúa bị ngập úng không có đê bao, địa phương không khuyến khích sản xuất. Những năm trước khu vực này nước nhỏ nên bà con thu hoạch được, còn năm nay nước lớn cùng với mưa bão nên bị ngập nặng.